Quý vị các bạn nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái món kem dứa nước cốt dừa. Mùa hè chúng mình sắp đến rồi nên là chúng ta sẽ làm kem để chúng ta giải nhiệt mùa hè nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về nguyên liệu. Thứ nhất là mình sẽ chuẩn bị một quả dứa. Dứa thì mình chuẩn bị những loại nào mà không chín quá nhé. Chín quá thì nó sẽ bị dập vào đều. Đó, về chúng ta rửa sạch và chúng ta làm nhỏ như thế này để chúng ta dễ xay máy sinh tố. Thứ hai, một lọ nước cốt dừa. Đó. Thứ ba nữa là sữa đặc. Và cái cách làm của cái món kem dứa này rất là đơn giản các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ xay dứa ra nhỏ. Máy xay. Chúng ta xay dứa nhé. Mình xay cái máy này cũng hơi khó xay, mình cho thêm tí nước nó dễ xay ấy. Cho thêm tí nước. Nếu các bạn cứ xay nó xay được nhuyễn như này thì mình không cần bỏ nước vào. Mình cố nhà mình luôn. Nên là mình phải cho một tí nước vào nhé. Các bạn nhớ nhé. Khi chúng ta xay xong rồi, chúng ta sẽ đưa ra và lọc cái bã bã cổ của cái dứa này nhé. Chúng ta lọc lại đi. Các bạn đã rửa, chúng ta xay máy sinh tố xong nhé. Nhưng mà nếu như các bạn mà khó xay, chúng ta có thể cho thêm tí nước vào để xay hơi dễ. Ê, chúng ta tiến hành làm bỏ sữa đặc vào này. Cho sữa đặc vào nhé.
nước cốt dừa. Cái món sữa kem sữa dừa này các bạn có thể bỏ thêm một hộp sữa chua cũng được, nhưng hôm nay mình lại quên, mình không mua. Đó, mình cho thêm một hộp sữa chua thôi nữa là ngon. Mình quậy cho nó hỗn hợp này, nó cuộn vào nó. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị cái khuôn kem. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ca để chúng ta dễ rót vào khuôn kem nhé. Mình không có cái ca nên mình dùng cái này cũng mình rót vào cũng được nhé. Đổ vào đây. Chúng ta bỏ vào khuôn này, khi nào ăn thì ra sẽ, nếu mà bạn nào không có khuôn chúng ta bỏ vào cái ô hoặc là cái tô, chúng ta cắt lát ra miếng cũng được. Đây một quả dứa mà thừa rồi. Đây, chúng ta nắp lại và chúng ta để vào tủ đá tầm 5 đến 8 tiếng nhé. Mình chọc thêm. Các bạn bỏ nắp vào. Các bạn mua cái khuôn kem này dùng rất là tiện nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa vào ngăn đá khoảng tầm 5 đến 8 tiếng nhé. Như các bạn nhé, kem mình đã để trong đá từ 5 tiếng đến 10 tiếng nhé. Thì khi ra thế này thì khuôn kem đẹp, nhìn nó đẹp chưa? Kem dưới ngon chưa?